Dạ Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại cây rất là đặc biệt luôn. Thì cái loại cây này đặc biệt ở chỗ là cái lá cây có hương thơm và cái lá của cây thì có màu trắng xanh rất là dễ thương. Đó chính là dòng sam hương cẩm thạch. Thì cái dòng sam hương cẩm thạch đó quý cô chú anh chị thì mình chơi bonsai nó rất là dễ thương. Và cái cây này nó đặc biệt ở chỗ là cái cây lá lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào mình thích cái cây lớn hay nhỏ để mà mình điều chỉnh cho phù hợp. Và Ngọc Ngân xin ví dụ ở đây là cái cây là mình không có cắt tỉa nè, thì quý cô chú anh chị thấy cái lá nó hơi to và ở đây thì cái lá nó bé hơn, cùng trên cùng một cây mà có thể là có lá to và lá nhỏ. Nếu mà mình thích cái lá to thì mình sẽ cắt tỉa thưa ra, còn nếu mà mình thích cái lá nhỏ thì mình sẽ cắt tỉa nhặt mắt với nhau thì sẽ ra những cái lá chi chít, nó rất là dễ thương. Thì một cây như vậy thì có giá là 140.000, khi quý cô chú anh chị lấy hai cây là 280.000 thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Cái thân cây thì được như cỡ như ngón tay út của Ngọc Ngân nè, chỗ bự nhất. Rồi chiều cao cây thì khoảng là 25-30 cm, cái tán ngang thì khoảng là 30. Và cái cây thì nó có hình dáng như thế này. Cây này thì nó có rất là dẻo. Thì khi đem về đó thì quý cô chú anh chị có thể là uống sữa theo ý thích của mình. Và đặc biệt là khi mình vuốt lên đó thì có một hương thơm này à. Cái hương thơm này nó giống như là sao đó, cái tinh dầu giống như gần giống như cái mùi tinh dầu, cái mùi của cây lá cóc vậy đó, quý cô chú anh chị. Thì cái loại này á thì nó rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn. Cái này thì nó cũng cùng họ với cây lá cách, do đó là quý cô chú anh chị có thể là lấy cây này về mình lấy bo để mình ghép sang cây lá cách để mình có thể có những cái cây bonsai đẹp hơn, giá trị hơn. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Ngoài cái dòng sam hương cẩm thạch thì Ngọc Ngân còn nhiều cái dòng cẩm thạch khác nè, như là dừa cẩm thạch ở quê hương của Ngọc Ngân nè, rồi cây cao cẩm thạch nè, rồi cây tắc cẩm thạch, chanh cẩm thạch, siro cẩm thạch, rồi cốc cẩm thạch, rồi cây tra cẩm thạch nè, rồi cây bông trang cẩm thạch hay còn miền Bắc còn gọi là cây mẫu đơn, ngoài rồi cây khế cẩm thạch nè. Ngoài những cái dòng cẩm thạch này thì Ngọc Ngân còn cung cấp nhiều loại mây con, mây ghép cũng như các loại bông trang giống nè, cho đến các loại cây ăn trái trong và ngoài nước. Và những dòng cây có giá trị kinh tế cao như tùng thì hiện tại tùng ở bên nhà của Ngọc Ngân cũng có khá là nhiều loại luôn. Thì quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh để khi có những cái video mới thì Ngọc Ngân sẽ đăng cho quý cô chú anh chị xem. Dạ Ngọc Ngân xin trở lại cái video giới thiệu một cái, một hồi là đi quá trời xa luôn. Dạ, một cái cây sam hương cẩm thạch thì có giá là 140.000 đồng một cây, đang nuôi ở trong chậu C7. Cây ra rễ thì khá là rất là nhiều. Và một cây như vậy thì có giá là 140, hai cây là 208. Ngọc Ngân bao ship cho quý cô chú anh chị. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và có thật là nhiều niềm vui ở trong cuộc sống nhé.